thả nếu nóng mà nơi phía không thế hay là một cô lúc không mà nơi phía không đai mày này anh vô lắm một cô lúc biết mình tập phía không thế bố bình nhận nó bị sọc lên nà đôi sợ tới xung phụng chẳng tại ấy nè mình cố ấy xây mẹ nó về rút không sọc việc ách bay ca căn thật thông nè bố lúc đó rong nè sẽ lánh cho chất như này lúc đó rong và cót chưa từ rong nè nó đang bay xuống về rừng cô là bạc luôn này khi nhầm kết tha ao nè nó hồi khuôn thân cho trở bài phụ nè nó ngọt đang hướng ấy vậy thôi mà cô là cô ăn đâu cho mối nè này tôi từ bây giờ mà cô là mẹ chọn làm nè than tiếp không bắn to bị miên hướng không giúp lúc mà khi nhầm mặt khơi nè nó tiệt tiệt đấy khi nhầm kết tha nè nó mình chỉ nằm này na từng ó nó không giúp luôn mà này tới tới sầm lấp nương trao tầm lon thôi phước tam tầm bị chi anh thế phước lúc đó đó nè nâng tờ đầu niên á là bay xuống cái đường của đội bạn của này khi những người tin á sầm lấp trao được tin không phước tam tầm bị chi anh thế bà niên mình chẳng nắm của anh bán cô niên á ai phân phối của anh tới quản lý chắc của anh đã có đây quả là ngốc bán cho bài anh phải ai thuế phước tam tầm bị chi anh thế và mát đó chúa cam mà ta tới chất anh sao hả? Thuông bông ôn quát bông ôn chỉ đốn mối quát thấy kê sẽ làm quát chết chứ chạy chúa quát bơ kê ai tư sẽ làm khổng nhiên hộ quát mấy cô mình chứ chạm phong mà nó cũng giả hại nơi căn để chạy cứ căn để lò hay là này cho mình ăn mấy cốt phê món sắt này. Mi đại sủng khăn thở lẹ băng hả? Khởi nhập đây quân người ta ấy. Mà bị ôn chào bác mẹ bà lắm á. Bà nội vô thi à? Ăn cả làng á. Bỏ nó bật chụp nhập bà mẹ này. Ta xong cùng lên chẳng tiền. Nè. Chúc bà bóng cá đô bê đó. Nhận đại bộ bạn á. Cứ ôn nó ngay. Ok, chẳng ôn chia bà về đường ao ấy, ok? Hay cá cùng lên chẳng tiền nè. Hay miền cá ấy mà đâu phí bỏ món. Ông chẳng hạ bọn thì chú bà bọn đang ớt bọn cứ chìm được sống khăn bằng phật hay mì giang tiết ông đang thả bóng đang hướng vào một tên ạ tiếp trong đội dạng đường thuộc sạp phòng chẳng ông chẳng hạ bọn cho rùm giấy đường nghiện đang bay áo đường ní vì tụt láng hay đường tạo ớt bị nở chọc hay nhớ còn bà chẳng khoa cho một đường mái trong đường tiết đây ai đường ai cả xa để bọn vào tên ạ nữa viết là thở chọc chẳng ba nàng đếp trong bà đang một đợt chắc dân ấy thở khoa tiết mình chắc á cái ổn này thọp sẵn ra nó bóng này tha mà nói bóng nó bẹp bóng nó không rừng nó thế nhưng chắc nó bóng mình chẳng bẹp bóng nó không cho sợ bạc ấy nó thế bóng ổn lại chanh mộng ok bóng nó tự bị khỏi khăn nào ổn nó ba này bóng đang ớt bịa xin đấy để bóng giấy từ căn ba ba có chưa từ phương ban chỉ ca chẳng chừng nà nà tặng ổn vì phụ ấy ba có sẵn tập chật bóng chẳng còn hiện một cô lạc ngay thông thông bóng phương ban chẳng hai bà sân chỉ bóng hiện lúc đây giấy thông nông rừng đi ba bà con chụp nhẹ ba lần khá này phụ ấy phụ bong đã coi được đua xa ôn này mình chắc nó chắc ôn cất tha ba còn bà con thì chưa chạy lửa bong mà rối về rồi ok ôn dần nhà ôn là thôi ba sập bong này nè vừa tạm ôn ok chắc mình chắc thôi thở bao cả ai mà nó không sợ một phút nhưng được kẹt cam say kia thế nó sợ na chụp na bạn đây phần nắng ôi cho cả anh lụng lụt to mấy từng phật nó côn hả cả ai mà tính nó mà mày bỏ con này ấy mày nhưng đã mà anh bao cả ai luôn anh không hướng ấy là thở bao cả ai là quạt nắng nè còn ai nhận là bố làm tính nó thô ôi tụi ngon khi là bố màn thật ôi khi nào mà bảo mày cái tao cũng mày còn ai bảo bạn mày bảo ai mày ấy mày
Mai tới sao giật ở hôm hôm á. À ngày ấy tích ở thấy tới. Nè bạn con ai con phlịch. Phẹ một con không ao bị chênh đụ tực khéo á. Chạ cái khơi. Hơi con ai ấy nhá. Cứ chè sủa đánh đau mai. Mai chè lẹ cái là hốt. Không ao chênh khéo nữa. Nhập đăng mấy mày. Ừ, nhập đăng mấy. Bộp lùi ta nè. Nụ ấy phơ anh chân. Bắt tù sắp chè xua rô tiệt. Chân á không tự xây tù sắp bà nhà. Tê tư lục ông đã rộng hôn. Hơi. Bắt tù sắp còn chè xua hổ đây. Lùi tràn ta nè. Bởi mình nó là ngôn chân á, bạch mãn còn chè xua rô chứ. Nó mà sẽ lập sân. Hai bởi tù sắp nơi nâng xót nữa nghe. Cháy tù sắp bằng nhà là hốt. Bạn đây bởi nâng một ui á. Còn à, bọc ai con anh chết bọc này. Mơ tầm miên nèm ra quên xăm. Đôi nó tẹt con anh chứ. Này mi cô lần xô.